Xin chào các bạn. Mấy thời gian gần đây bò đó mình đang tức, mình lồng lộn, tức không chịu được, cay cú lắm các bạn, vô cùng cay. Cái cặp vợ chồng này bây giờ người ta có một cái tin đồn là sắp định cư Mỹ ở hẳn luôn rồi. Nghe đâu là mua nhà, mua cửa, rồi có thể thường trú nhân nữa. Thẻ thường trú là ở lâu dài đó, một thời gian sau thì có thể xanh. Sau một cái thời gian bị bò đỏ, dư luận viên Việt Nam đã đấu tố bởi vì hai vợ chồng này vô tình chụp một cái tấm hình lọt cái lá cờ vàng vào thôi, bắt đầu đấu tố, nó phong sát, nó làm đủ thứ các loại, nó tấn công cá nhân người ta, nó lăng mạ, nó phỉ nhổ, phỉ báng người ta. Xong rồi người ta cảm thấy là không có được welcome ở ngay chính quê hương của bọn họ, cho nên họ bây giờ mới tìm các con đường ở lại Mỹ thôi. Cái nơi nào mà nó phỉ báng các bạn, nó sỉ nhục các bạn, nó không có tôn trọng, thậm chí nó còn nguy hiểm nữa các bạn, nguy hiểm. Ở đây không phải chỉ đơn thuần vấn đề là chửi hay lăng mạ mà nó còn nguy hiểm nữa cơ. Ở về Việt Nam ấy, những người này sẽ bị tấn công, sẽ bị bắt hoặc là sẽ bị kết án. Việt Nam thích nữa làm mà đâu có dễ đoán được cái bước đi của bọn họ, lại còn một cái tầng lớp bò đỏ dư luận viên mà nó hùng hậu nữa, nguy hiểm lắm. Việt Nam không có đáng sống, cho nên bọn họ nghĩ một cách bình thường, một cách đơn giản thôi. Một cái người mà có cái đầu óc suy nghĩ, biết cân đong đo đếm hơn thiệt, là họ sẽ tìm cái biện pháp tốt nhất cho bản thân họ và gia đình họ. Tại sao các bạn phải ở Việt Nam trong khi đó là một cái nơi mà nguy hiểm cho tính mạng cho các bạn? Nó là một cái nơi mà không có welcome, không có đón chào, không có tha thứ. Tại sao phải ở? Cho nên chọn ở Mỹ là cái điều bình thường thôi. Ê, nhưng mà thời gian gần đây á, bò đo dư luận viên nó cay cú ở chỗ là bởi vì gia đình này bỏ trốn, không có đi về Việt Nam để cho tụi nó phong sát tiếp, không về Việt Nam để cho tụi nó đấu tố, để mà chửi bới tiếp. Với cái bọn này á, là thường là nó chỉ thích chửi thôi à, chửi cho đã cái mồm cho nó sướng đấy. Nhưng mà khi thấy người ta là định cư Mỹ rồi, sống một cuộc sống ở vương giả sung sướng, thoát khỏi cái cuộc sống tù túng tụi nó ghen tị ngày đêm, mà tụi nó muốn đi sang Mỹ lắm nhưng tụi nó chịu không có được. Mỗi khi mà thấy ai đi sang Mỹ rồi, tụi nó kêu là những người là đu càng, là phản bội quê hương đất nước. Nhưng thật ra nếu mà trao cơ hội tụi nó đi sang Mỹ là tụi nó đi liền, nó không cần suy nghĩ lần thứ hai luôn. Cái mồm thì chửi những người đi qua Mỹ kêu là phản bội quê hương tổ quốc dân tộc, nhưng mà có cơ hội được trao cái visa sang Mỹ thôi là đi liền, thậm chí nó vác cả cái gia đình dòng tộc dòng họ nó đi sang Mỹ để mà sống. Chủ yếu là cay cú với ghen tị thôi, chứ không có cái gì mà thù hằn cá nhân gì cả. Thật sự là bọn nó không có thù hằn cá nhân gì cặp gia đình này cả, đơn thuần là ghen tị, đơn giản là vậy thôi. Chứ nếu mà trao bọn nó đi cái vé đi sang Mỹ với cái visa là bọn nó sẽ thôi chửi hai vợ chồng này ngay à, bởi vì tụi nó sẽ cảm thấy là mình đạo đức giả, mình muốn đi sang Mỹ là chửi vợ cặp vợ chồng này á, thì đâu có được đấy, không đi sang Mỹ được cho nên mới chửi thôi. Một lát mình sẽ chia sẻ bình luận cụ thể sau. Đấy, nhưng bây giờ mình cho các bạn coi nè. Đó, những thời gian gần đây ấy, bây giờ Việt Nam bắt đầu thêm một cái phong trào nữa. Sắp ngày 2 tháng 9 rồi. Ngày xưa mình nhớ ấy, 2 tháng 9 ở Việt Nam ấy, nhẹ nhàng lắm, nó vô cùng nhẹ nhàng, nó thanh bình, nó rất là bình thường thôi. Tổ chức một cái ngày lễ rất là bình thường. Cùng lắm là mình ra khu phố mình thấy người dân người ta treo cờ lên, một vài gia đình người ta treo cờ lên bên ngoài. Một cái hành động rất bình thường. Mình hoàn toàn mình ủng hộ, mình đồng ý. Ở Mỹ cũng vậy, người ta treo lá cờ bên ngoài thôi. Mỹ là một cái quốc gia hơi đặc biệt, một cái quốc gia tự do dân chủ nhưng mà cũng thích treo cái lá cờ bên ngoài ấy, nhặng xì ngầu lên, cho nên mới bị các nước châu Âu người ta cũng chế nhạo một tí. Đó là nước Mỹ cũng thể hiện cái tình yêu nước, kiểu giống như là gần giống như Việt Nam vậy, nhưng mà cũng không đến mức độ như Việt Nam thôi. Nhưng mà không sao, phải không các bạn? Mỹ là quốc gia mà cường quốc đứng đầu thế giới thì họ có quyền, còn Việt Nam chúng ta đứng ở cái vị trí nào đấy, cái vấn đề là như vậy. Bọn họ đứng nhất thì họ muốn làm gì thì còn không sao, còn Việt Nam chúng ta thì bây giờ đấy, bạn coi đi, ở trong cái văn phòng một công ty, cái nơi làm việc đó các bạn, đây là một cái nơi làm việc chứ có phải là cái nơi thể hiện lập trường chính trị hay không. Các bạn chỉ cần treo cờ ở trước sảnh là được rồi, bất kỳ cái công ty nào, văn phòng nào nó đều có cái sảnh ở bên ngoài, các bạn cứ treo cờ ngoài đấy, xong rồi treo một cái băng rôn lên chúc mừng ngày lễ 2 tháng 9 Việt Nam gì đấy là được rồi. Mà tại sao lại bắt nhân viên cái đổi cái hình ảnh wallpaper, ảnh đại diện desktop lên tất cả thành cờ Việt Nam như thế này? Các bạn có chắc là nhân viên nào trong công ty này cũng muốn đổi cái giao diện màn hình không? Chưa chắc. Có khi là họ làm là bởi vì peer pressure, tức là bị áp lực từ đồng nghiệp mà thôi. Bọn họ kiểu thôi mẹ làm quách cho xong đi, qua ngày này xong rồi bố đổi lại, rắc rối. Rồi còn chưa hết, nó còn treo lá cờ lên, từng bàn lên treo lên, giống như là cái thời tiểu học, giống như là cái thời ngày xưa học trung học, học tiểu học tham gia vào đội, vào đoàn là cầm lá cờ phất 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 đấy. Đây có phải là cái môi trường trường học không các bạn? Không, đây là công ty, đây là công ty các bạn. Mình thật sự mà không hiểu luôn á. Giờ mình thử tưởng tượng nếu ở Nhật Bản mà ví dụ vào ngày lễ gì Nhật Bản mà liên quan đến quốc gia Nhật ấy, bây giờ thử tưởng tượng bọn họ treo cờ Nhật lên rồi đổi cái giao diện màn hình lên lá cờ Nhật, thì thật sự mình không có tưởng tượng được là nó sẽ ra như thế nào. Nó
kỳ dị, nó quái thai, nó quái đản kinh khủng lắm. Mình nói thật các bạn nhá, mình ở Nhật mình chưa có bao giờ thấy người Nhật người ta treo cờ Nhật ở ngoài đường. Nhưng bạn nào mà ở Nhật nha, các bạn hoàn toàn hiểu Việt Nam ấy, chỉ được có vài mống thôi, nhưng mà ấy, ở chỗ nào là treo cái lá cờ Việt lên tức lừng lừng. Còn ở Nhật Bản nha, mình thách các bạn, mình kiếm được cái lá cờ Nhật, mình thách các bạn kiếm được luôn đấy. Người Nhật người ta chỉ treo cờ ở những cái chỗ nào, ví dụ như là cái khu gì mà giao lưu văn hóa giữa Nhật với lại nước ngoài thì may ra bọn họ còn treo cờ. Đến cả những nơi công quyền giống như là tòa nhà hành chính, người ta cũng không treo cờ Nhật luôn. Các bạn nghe không có lầm đâu, ở Nhật Bản ấy, người ta không treo cờ Nhật. Các bạn phải kiếm đỏ con mắt đấy mới thấy được cái nơi nào nó treo cờ lên lất phất. Tại sao người Nhật người ta không có gọi là cái lòng cái tự hào và tự tôn dân tộc đến mức độ giống như dân Việt Nam như thế này? Có phải người Nhật là người ta không có tôn trọng lá cờ của họ không? Đó là bởi vì họ không cần phải thể hiện họ là ở nước nào. Bọn họ đang ở Nhật Bản mà. Treo lá cờ Nhật lên là thể hiện đây làm cái gì? Các bạn ở Việt Nam, các bạn thừa biết là các bạn ở Việt Nam rồi. Treo cái lá cờ Việt Nam to lên để làm gì? Khi các bạn đi ra nước ngoài, các bạn treo cờ Việt Nam lên thì mình còn hiểu hiểu được à, kiểu thể hiện bố mày là người Việt Nam đây. Thì mình còn hiểu. Còn ở Việt Nam thì các bạn treo làm cái gì? Ai mà chả biết các bạn đang là người Việt Nam sống ở Việt Nam. Mà chưa hết đâu các bạn. Ở Nhật Bản ấy, là mỗi tỉnh, mỗi vùng nó còn có cái lá cờ riêng độc lập nữa cơ. Các bạn không tưởng tượng đâu. Mỗi thành phố, mỗi tỉnh là có một cái lá cờ đại diện riêng cho cái tỉnh đấy. Các bạn mà đi sang những trụ sở hành chính của Nhật Bản, cái lá cờ mà nền trắng, hình tròn đỏ ở giữa, đó là đại diện cho toàn bộ Nhật Bản. Nhưng mà mỗi người dân ở vùng đấy, người ta thực ra người ta cũng không có nghĩ gì mà to tát về cái lá cờ Nhật nền trắng hình tròn đỏ đâu các bạn. Người ta ấy, chỉ nhớ đến cái lá cờ cái vùng, cái tỉnh của họ đang sống thôi. Đây, ví dụ như như này nè. Saitama thì lá cờ này, Gifu thì lá cờ kia, Wakayama thì lá cờ này. Ở đây chữ nó mờ, các bạn thông cảm. Nhưng mà ý mình muốn cho các bạn thấy là như thế. Ở Việt Nam mà các bạn treo một cái lá cờ, cái biểu tượng gì đó mà lạ lạ là nó gắn kết các bạn làm cách mạng màu liền. Cái quốc gia nó như vậy đó. Còn ở Nhật Bản đó, người ta cờ mắc loạn. Mỗi tỉnh, mỗi vùng, mỗi miền là một cái đại diện khác nhau. Nó đa dạng, nó có cái nét đặc trưng riêng biệt, nó rõ rệt như vậy đấy. Nhưng bọn họ vẫn rất là thống nhất và đoàn kết với nhau, không có mâu thuẫn, không có đánh nhau chí chóe, vô cùng đoàn kết. Còn đây thì treo cái lá cờ màu đỏ này khắp nơi như này, nhưng mà chắc gì Việt Nam nó đoàn kết bằng dân Nhật Bản. Việt Nam không có đoàn kết đâu, bởi vì nếu có cái cơ hội gì mà trục lợi cho cá nhân ấy, là người Việt Nam sẽ sẵn sàng đạp đổ cái lợi ích của người khác để giành lại cái phần lợi cho bản thân mình. Cái hành động vứt rác bừa bãi ra ngoài đường thôi là thể hiện cái điều đó rồi, không nghĩ cho người khác. Đừng có tưởng á, là cứ thể hiện lòng yêu nước bằng cách là đổi cái ảnh đại diện bằng cái lá cờ Việt Nam á, là thể hiện các bạn yêu nước đâu. Yêu nước nó cho nó bình thường thôi. Mình không hiểu dạo này Việt Nam bị gì đó các bạn, không biết cái phong trào gì nữa. Ngày xưa mình cũng rất là yêu nước, nhưng mà mình đâu có thấy những cái hành động mà nó cực đoan như như thế này đâu. Đến cả cái môi trường đi làm việc thôi mà có lô chính trị vào nữa thì mình thật sự mình không hiểu, nó bó tay luôn rồi. Rồi trước khi mình trở lại cái vấn đề Osen và quốc nghiệp, mình cho các bạn coi video này, một cái video liên quan đến xe VinFast. VinFast VF3 bay tung cả nắp capo ra đường. Các bạn biết là VF3 vừa tung ra thị trường ấy, nhưng mà nó có rất là nhiều video chia sẻ những cái lỗi kỹ thuật. Đi một lúc thì rụng càng rụng que, xong rồi chết máy, đủ thứ các loại. Dạo này thời gian gần đây mình không có làm ở VinFast nữa, bởi vì mình cảm thấy là cũng kệ đi. Kiểu như là bọn họ còn có tiền để họ đốt được ở bên Mỹ thì cứ để họ làm. Ở bên Mỹ dần dần họ sẽ biết thôi. Các bạn biết cái định luật cung và cầu ở thị trường tự do mà. Cái gì mà nó tệ từ từ nó bị đào thải dần thôi, chứ bây giờ mình theo dõi mãi làm cái gì. Có vô số những cái hãng khác đi vào Mỹ phát sản xong rồi cuốn gói được khỏi nước Mỹ rồi. Còn VinFast là cái trường hợp mà nó đặc biệt hơn ở chỗ là bởi vì nó lì các bạn. VinFast rất là lì, bởi vì không phải đơn thuần họ làm ô tô nữa, mà họ làm vì cái mục đích chính trị, cho nên lời lỗ đâu có quan trọng đâu. Cứ thiếu tiền là bọn họ cứ bơm tiền qua thôi. Mình mới nghe tin ông Phạm Nhật Vượng vừa bơm thêm nó mấy trăm ngàn tỷ nữa, mấy chục ngàn tỷ cho VinFast ở bên Mỹ ấy, để tiếp tục đốt tiền ở bên đấy, mà mình không biết là ổng có cho thật hay không nữa, mình cũng không quan tâm đấy. Nhưng mà ý mình muốn nói đơn giản một điều rằng là nếu mà họ vẫn tồn tại được ở Mỹ ấy, thì đó là họ vẫn đang trụ được. Giờ cứ theo dõi mãi làm gì nữa, cứ để họ tiếp tục đốt tiền ở bên Mỹ đi, rồi đến đâu thì đến. À, vừa rồi VF8 có cái kết quả thử nghiệm ở bên Mỹ rồi đấy, một cái kết quả mà nó vô cùng u ám luôn. Tổng cái điểm số là 4 sao trên 5 sao, nhưng mà trong đấy á, về cái tính năng chống va đụng trực tiếp, frontal collision, tức là va chạm ngay trước mặt á, thì VinFast chỉ đạt 2 trên 5 điểm. Cái số điểm như vậy á, thì mà thật sự mà không biết là họ bán xe như thế nào ở bên Mỹ nữa. Ở bên Mỹ người ta bán là luôn luôn người ta phải công bố cái số liệu chỉ số an toàn NHTSA. Nhưng mà VinFast bây giờ chỉ đạt có 2 trên 5 sao về cái chỉ số frontal collision, va chạm trước mặt. Thì mình không hiểu họ bán kiểu gì. Cho không chắc gì người ta còn muốn lấy. Cái đó là bên Mỹ thôi nhá. Còn ở Việt Nam VinFast họ bán được mà. Mình nghĩ là thế. Vẫn có một cái tầng lớp khách hàng ở Việt Nam người ta tin tưởng người ta mua. Thì đó là cái vấn đề của VinFast ở Việt Nam mình không quan tâm. Nhưng mà các bạn coi cái video này đã, nó khá là mắc cười.
Em chạy nắm cabo bay văng mất tiêu. Hai đứa mình đang chạy nó cái bô văng ra luôn. Oh my god, oh my god. Thì người lấy rồi đây đang chạy gió lật đi bay nó cái bô được rồi. Anh lên anh. Ủa? Gà sao? Đi gà sao? Nó đâu có bắt ốc gì đâu mà. Nó có hai ốc đây nè. Không có bắt ốc gì luôn. Nó cứ thêm một cái lắp vô thôi. Mà nó không gà ốc đây nè. Đây nè, con đây con ốc nè, không gắn vô nè. Đây. Đây có ốc gà nè, có ốc gà mình không gắn nè. Ở đây là mình muốn các bạn chú ý đến cái thái độ của anh chủ xe VF3. Anh ấy cười nhưng mà thật ra trong lòng đau như cắt. Kiểu những cái nụ cười đau đớn giống như là trong phim hoạt hình vậy á. Kiểu như mỗi khi mà nhân vật nó đau đớn quá là nó cười lên để mà lấn át cái nỗi đau ấy. Đấy, con chó nó đau lắm nhưng nó vẫn phải cười. Còn đây nữa. Nó cười không phải là vì nó vui, nó cười vì nó đau. Đôi lúc trong cuộc đời này nó có nhiều cái biến cố mà nó quá đau đớn mà chúng ta thật sự không biết làm cái gì khác ngoài việc là nở ra nụ cười. Kiểu như mỗi khi mình biết cảm giác này, mỗi khi mình gặp một cái tình huống gì mà nó trớ trêu, nó tai ai tắc quái là mình sẽ cười. Đây gọi là cái phản ứng tự vệ của con người ấy. Các bạn coi nhá. Em chạy, nắp cabo bay văng mất tiêu. Cái nắp cabo nó văng mất tiêu. Anh ta cười mà. Hai đứa mình đang chạy nó cabo văng ra luôn. Oh my god, oh my god. Thì người lấy rồi đây đang chạy gió lật đi bay nó cabo được rồi, đang chạy mà gió lật đi bay cái nắp cabo luôn. Lên anh. Cười cười không chịu nổi mà các bạn. Rồi bây giờ mình trở lại cái chủ đề Osen và quốc nghiệp. Các bạn hãy coi video của anh chàng Tân Trần định cư Mỹ. Osen và quốc nghiệp đang có khả năng ở lại Mỹ để trốn cái lệnh triệu tập của Sở Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. Vào ngày 4 tháng 7 thì Sở Văn hóa và Thể thao có cung cấp một cái thông tin là chưa nắm được cái việc Osen và quốc nghiệp có về Việt Nam hay chưa. Ủa chứ nắm cái thông tin Osen quốc nghiệp về Việt Nam để làm gì hả? Ở đâu đi đâu là quyền tự do cá nhân đi lại của mỗi người chứ. Nắm thông tin bọn họ đi về để làm gì hả? Mình thấy không? Chả hiểu luôn. Ngóng họ về để làm gì? Trừng phạt à? Họ làm gì sai? Mày lỡ chụp hình lọt cái lá cờ vàng vào là đòi làm việc à? Vớ vẩn, chả làm cái gì sai pháp luật cả. Mình nghĩ rằng là có hai kịch bản xảy ra. Kịch bản thứ nhất có thể là Osen và quốc nghiệp đã về Việt Nam rồi nhưng mà trốn cái lệnh triệu tập để giải trình các vấn đề nhạy cảm mà hai người đã làm tại Mỹ. Và cái kịch bản thứ hai là hai người đang trốn lại tại Mỹ để chờ dư luận lắng xuống sau những cái làn sóng truyền thông quá mạnh mẽ. Bò đỏ dư luận viên mà nó đấu tố quá mà. Đối với những cái sai phạm như thế này thì công chúng rất khó quên. Với các cơ quan nhà nước, sau vài lần triệu tập mà bạn không xuất hiện thì họ sẽ có những biện pháp mạnh hơn để cho bạn có thể là trình diện. Mình khuyên các nghệ sĩ khi mà sang Mỹ lưu diễn đừng quá lấy lòng các khán giả tại Cali mà quên rằng ở Việt Nam mình còn có một cái sự nghiệp với những khán giả nhà. Mình là Tân Trần, đi Mỹ dễ mà. Cái anh chàng này nói nhẹ nhàng vậy á, ra phải khuyên khuyên vậy. Mặc dù nghe cũng đúng, nhưng mà cái cha nội này lâu lâu có vài cái video bưng bô mà dữ tợn lắm. Bưng bô là về Việt Nam mà sống, ở Mỹ làm gì, xong rồi bày đường mưu kế để cho người Việt Nam đào tẩu sang Mỹ à. Treo cái lá cờ Mỹ to đùng ra đằng sau, muốn thể hiện cái gì. Nhưng mà anh ta cũng nói đúng ở cái chỗ là những cái nghệ sĩ nào mà vẫn chưa có ruồng bỏ được Việt Nam 100% á, thì phải cẩn thận vào, đăng cái gì, chụp cái gì, chia sẻ cái gì, né né cờ vàng ra. Nếu mà vẫn chưa muốn vứt bỏ hết tất cả những thứ ở Việt Nam. Nhưng mà trong cái trường hợp mà hai vợ chồng Osen quốc nghiệp này á, là bọn họ đã sẵn sàng rời bỏ Việt Nam rồi à, cái hành động của một người mà sẵn sàng vứt bỏ Việt Nam mãi mãi á, thì á, các bạn có thể quan sát được bọn họ không có cẩn thận mỗi khi mà đứng gần những cái biểu tượng cờ vàng. Các bạn có nghĩ là bọn họ không có biết biểu tượng cờ vàng là cái gì không? Họ thừa biết đấy, bọn họ thừa biết nhưng mà vẫn bất cẩn, vẫn cố tình để lọt cờ vàng vào. Tức là bởi vì bọn họ ấy, trong lòng ấy đã vứt bỏ Việt Nam rồi, gọi là disown.
reject the origins, chối bỏ cái nguồn gốc, bọn họ không có muốn nhận là người Việt Nam nữa. Trong cái trường hợp này á, những người như thế này mới đúng là phản động theo định nghĩa của bò đỏ, ăn cơm cộng sản nhưng mà thờ mang quốc gia đấy. Nhưng mà hôm nay á, mình không có muốn đào sâu về cái rumor hai người này, nhưng mà mình muốn các bạn để ý đến cái reaction của bò đỏ và dư luận viên. Cày cú ghê lắm, nó chửi bới, trời ơi, cày cú kinh khủng. Mình đọc mà mình thấy thương, thấy tội nghiệp luôn mà. Tự nó gào rú, gào thét, khóc trong vô vọng, cảm thấy bị phản bội. Lúc ở Việt Nam á, thì mặc cờ áo đỏ sao vàng, xong mặc mấy cái trang phục truyền thống, mà truyền thống không ra cái gì á. Xong rồi mồm mở ra, yêu nước, tự hào dân tộc. Xong rồi kiếm được vài cái đồng bạc cắt từ những cái thanh niên yêu nước. Nó kiếm cho đã xong rồi, ăn cơm cộng sản đã xong rồi. Xong rút cuộc nó đi thờ ma Việt Nam Cộng Hòa, có thấy không? Đặt mình vị trí trong cái bọn bò đỏ là mình hoàn toàn mình hiểu, là mình cay cú, là mình bực lắm. Trời ơi, đùa. Mày lợi dụng cái lòng yêu nước để kiếm tiền từ mình, xong rồi bắt đầu lại xong hết, xong rồi phủi đít đi. Làm gì có chuyện như vậy. Cho nên á, bố mày phải phong sát, phải chửi bới, phải mắng. Đó là cái phản ứng tự nhiên của con người. Bạn Hồng Thái bình luận: sang là một vấn đề, kiếm tiền được không là một vấn đề khác. Mấy nữa xin về biểu diễn là cho cút ngay. Bạn Hồng Thái nói cũng đúng đấy, nhưng mà đừng có lo. Có thể đúng thật đó, là bọn họ không có kiếm nhiều tiền như là hồi họ ở Việt Nam, nhưng mà chắc chắn là bọn họ không có thiếu đói. Vẫn có bộ phận người Việt hải ngoại bên đấy sẵn sàng nghe họ biểu diễn, hoặc là bọn họ kiếm nghề khác làm, đơn giản thôi. Mình nghĩ là cặp vợ chồng này là cũng có năng lực ngoại ngữ, có thể hòa nhập được với xã hội Mỹ bình thường. Cái con người đâu phải là chỉ có mỗi ca hát để mà sống được đâu, họ còn làm được những nghề khác mà. Với lại họ đã cân đo đong đếm, phân tích thiệt thua khi sống ở Mỹ và Việt Nam rồi. Bọn họ thấy Việt Nam không có xứng đáng nữa, bọn họ sẵn sàng đấy, thà sống một cái cuộc sống trung lưu hoặc là hạ lưu ở bên Mỹ ấy, còn hơn là sống một cái cuộc sống thượng lưu ở Việt Nam. Là các bạn biết là như thế nào rồi gì. Bạn Tạ Hùng bình luận: biến khẩn trương, sang đấy mà liếm bơ thừa sữa cặn, rồi khi dòng đời xô đẩy vấp phải nghiệt ngã thì đừng có vác mặt về nhé, quần phán phúc. Hồ Cừ bình luận: mẹ chúng mày, cho đất nước đỡ tốn cơm. Kim Nga Phạm: đi hay ở là do các bạn chọn, không ai ép buộc. Nhưng luật pháp của Việt Nam cần chặt chẽ hơn để loại bỏ những thành phần có suy nghĩ lệch lạc của đất nước. Bọn họ chỉ đăng một cái tấm hình gia đình mà lỡ lọt cái biểu tượng lạ vào thôi mà tụi nó gán ghép là người ta có suy nghĩ lệch lạc rồi. Không hiểu đúng. Sao mà nó cực đoan mức độ như thế? Duy Seven: cút mẹ cho rộng đất. Liên Phan thì là chúc mừng. Chúc mừng quá tuyệt vời. Chỉ được có 19 like à. Chúc mừng đúng rồi còn gì nữa. Ở Việt Nam cho tụi nó đấu tố bắt bỏ tù à. Triệu Bích: thể loại vua ơn sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp. Làm ơn gì họ mà bắt họ phải biết ơn. Công lao bọn họ đi biểu diễn cũng là sức bọn họ mà thôi. Tiếc gì bọn chối bỏ nguồn cội, quay lưng với đất mẹ, su nịnh kẻ phản động. Ăn cơm cộng sản, thờ ma quốc gia. Nó không cút hẳn đâu, mai mốt quay về xin tiền đồng bào đấy. Cơ quan quản lý và một số khán giả Việt Nam quá dễ dãi, bị bọn này coi thường. Loại này chỉ có tiền. Giờ chúng ta nên có luật đã phản bội tổ quốc. Bọn họ phản bội cái gì tổ quốc thôi thì cấm nhập cảnh luôn. Thôi cấm thoải mái đi, càng cấm thì càng hay. Bọn họ còn có cái đơn để mà xin tị nạn. Bọn họ vô tổ quốc rồi, Việt Nam cấm nhập cảnh rồi. Thế cho nên chúng tôi chỉ có ở đây thôi. Cho nên cấp quốc tịch đi, hurry up, đưa quốc tịch nhanh lên, vô tổ quốc rồi. Tiến cho thẳng cánh cò bay, trời ơi, làm đi. Bọn họ còn mừng đằng khác nữa. Những thành phần chủ nghĩa cá nhân chê bai tổ quốc thì nên loại bỏ, rồi nó sẽ hiểu thế nào là tự do. Đúng rồi, rồi bọn họ sẽ hiểu thế nào là tự do. Chính xác. Bác sĩ Hà Tùng: quê con vợ nó ở nơi hứng bom của mẽo nhiều nhất mà tinh thần yêu mẽo nó lại cao nhỉ. Thôi thì rát rưởi, nên xả bỏ. Có cái gì đâu mà lạ nhỉ. Cái chuyện mà hứng bom là cái chuyện cách đây 50 năm trước, 60 năm trước, 70 năm trước. Đâu có ai mà ăn mày ăn bám quá khứ mãi đâu được. Người ta phải move on chứ. Người ta phải hướng đến tương lai chứ. Bây giờ cái nơi nào mà tạo ra điều kiện tốt đẹp hơn, welcome họ hơn thì bọn họ sống thôi. Hứng bom mẽo nhiều nhất thì nó làm sao nào. Ngày xưa mẽo nó ác ở Việt Nam thì chê, nhưng mà bây giờ bọn họ tốt với mình thì mình khen thôi. Thời thế thời mà. Đừng có tưởng là cha mẹ sinh ra mình là muốn làm gì mình là được. Sinh ra mình xong rồi không có nuôi nấng, xong rồi đối xử ngược đãi thì vẫn có quyền để mà rời bỏ cái người cha người mẹ đó. Đó là chuyện hiển nhiên bình thường đó. Một bạn bình luận: chúc mừng gia đình quốc nghiệp, hãy phát triển và vững bước trên xã hội văn minh. Chính xác. À, gì đây? Dòng phán phúc khác gì bọn đu càng. Ngồi đó nói người ta đu càng. Việt Nam là đu càng số 1. Bọn đu càng là bọn nào? Ý là nói người Việt năm 1975 đúng không? Việt Nam mới là dân đu càng nhiều nhất. Bạn Tuấn Ngô bình luận: các fan gào thét, khóc sống đi chết lại đâu rồi, vào đây xem nào. Xem thì làm cái gì? Chúc mừng họ thôi. Chúc mừng anh chị đã đi sang Mỹ thành công. Vài năm sau lại đói nhe răng. Làm gì đói? Người ta vẫn đủ sống thôi. Làm một cái nghề phục vụ đứng bàn thôi là cũng có tiền thu nhập rồi.
Nhưng mà dĩ nhiên mấy cái người nghệ sĩ này là cái tôi họ lớn ghê lắm. Trước là làm nghệ sĩ, bây giờ đi chạy bàn, sợ người ta cười, không dám làm. Ở đây cái vấn đề là cái tôi thôi. Chứ thật ra nếu mà đã khó khăn rồi thì kiểu gì cũng làm được hết đó các bạn. Như vậy họ đã chọn con đường đi riêng cho mình, không tiếc nuối nha. Biến sang đó làm cu ly luôn đi, đỡ chật đất Việt Nam tao. Cu ly thì ai chả phải cu ly, nhưng mà cu ly ở nước ngoài nó đáng đồng tiền bát gạo lắm. Làm 1 giờ nó trả 20-30 đô, chứ không phải như Việt Nam. Mày chạy thục mạng mà nó trả 1 giờ có 20 ngàn. 20 ngàn thì làm gì các bạn? Mà đánh rắm phát là nó bay đi luôn. Đoán được rồi, chính xác gì nữa. Tấn công người ta quá thì người ta bỏ trốn là đúng rồi. Đoán được là chính xác. May mà có vụ lùm xùm thì mới có cớ xin thẻ thường trú công khai. Dám lắm đấy, có khi đây là thuyết âm mưu đó các bạn. Bọn họ cố tình để lộ cái lá hình cờ vàng lên để bị đấu tố ấy. Xong rồi có cớ để mà nộp cái đơn xin tị nạn ở bên Hoa Kỳ cứ vậy. Thoát được Việt thì nên chúc mừng. Đấy, nhiều bạn cũng nghĩ vậy đấy. Đấy rồi ok, các bạn thấy không? Bò đỏ dựng viêm ấy, nó gào thét lồng lộn đau đớn ghê lắm. Bởi vì những cái người này ăn cơm cộng sản, thờ ma quốc gia. Bao nhiêu năm ở Việt Nam kiếm tiền cho đã, xong rồi nó có cơ hội nó đi sang Mỹ. Vậy thì rốt cuộc là ông cha ta bọn họ đấu tranh là bởi vì cái gì vậy? Đấu tranh vì cái cuộc sống gì mà những cái tầng lớp thượng lưu, tầng lớp elites mà có cơ hội. Chứ còn hễ ra phát thôi là bắt đầu mà tìm đường mà đào thoát bỏ chạy liền. Chứng tỏ nó phản ánh rất là nhiều về cái nơi bọn họ sinh ra. Phải không các bạn? Rồi chào các bạn, chúc các bạn một ngày tốt lành.